Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nam Sum Ho. Năm nay Sum Ho được 18 tuổi và đến Việt Nam khoảng 8 năm rồi. Sum Ho đang học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Việt Nam học. Sở thích của Sum Ho là chơi đá banh và đánh cầu lông. Con người ở thành phố Hồ Chí Minh rất thân thiện và dễ kết bạn. Ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều món ăn, nhưng trong đó em thích nhất là bún bò Huế và bánh mì. Các bạn hãy đón xem chương trình Việt Nam đất nước tôi yêu để tìm hiểu văn hóa cùng với Sum Ho nhé. Nếu là ngày khác, Sum Ho sẽ đem mấy con này chế biến cho thật ngon. Nhưng hôm nay thì không. Sum Ho sẽ đem mấy con dê béo mập này cho những người bạn nhỏ khác. Giới thiệu với các bạn, đây là những người bạn nhỏ của Sum Ho. Các bạn rắn mối là một loài bò sát có vảy, đầu nhọn nhọn như rắn và có bốn chân ngắn. Nhìn nó giống con thằn lằn phải không các bạn? Chú ơi, con có đem một ít quà cho các bạn rắn mối này chú. Các bạn rắn mối ở đâu vậy chú? Rắn mối ở trong này con. Mà sao con biết rắn mối thích ăn dế vậy? Con có đọc vài thông tin về rắn mối à. Nhưng mà ngoài dế thì rắn mối thường ăn gì ạ? Rắn mối ăn côn trùng. Rồi ngoài ra rắn mối còn ăn những cái chất tươi sống như là cá sấy, tép, rồi là phổi heo. Chú thường cho ăn cái loại đó. Bây giờ con đi theo chú nha. Yeah. Sum Ho đang có mặt tại trại nuôi rắn mối Hiệp Tân Phú tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Hôm nay Sum Ho sẽ tìm hiểu cuộc sống của loài bò sát hoang dã này. Tại sao con vật này được gọi là rắn mối vậy ta? Có phải vì nó ăn mối không? Nếu vậy rắn mối cũng thích ăn dế nữa, sao không gọi là rắn dế nhỉ? Người ta gọi rắn mối mà tại sao nó không giống con rắn vậy chú? Hay là do nó ăn con mối nên gọi là rắn mối? Chú nói cho con nghe ha. Yeah. Con rắn này, mối này, cái đầu của nó là giống con rắn. Khi nó đi bắt mồi, nó hay thè cái lưỡi này ra. Con rắn mối này nha, là nó cũng lột da. Và cái đuôi này khi đụng vào thì mình đụng vào đuôi nó thì là cái đuôi này nó cũng đứt. Như là con rắn đứt đuôi vậy á. Nên là người ta mới gọi là rắn mối. Thì rắn mối có cắn không chú? Nó không có cắn người, nó không có cắn gì hết. Đó, thấy không? Sum Ho biết nó rất hiền lành, không cắn người. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Sum Ho đến gần con vật da trơn, mềm mềm này đến vậy. Chỉ nhìn thôi mà sao thấy rùng mình quá vậy nè. Đây là lần đầu tiên mà Sum Ho gặp con rắn mối để trên người mình đó. Sum Ho cảm thấy rất sợ. Chú bắt ra dùng được chưa? Đó, chú bắt ra cho Sum Ho nhé. Đó. Rắn mối là loài vật quen đời sống hoang dã, cư trú trong các khu vườn tược, bụi rậm. Do đó, khi mang rắn mối về nuôi, con người phải chú ý đến điều kiện sống sao cho thật thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Sao ở đây có nhiều hoạt vậy chú? Cách này là để cho rắn mối ở đấy con. Đấy, nhà của rắn mối đó. Đúng rồi. Rắn mối thường sống ở nhà gạt. Nhưng mà nhà gạt có gì đặc biệt mà rắn thích vậy chú? Con biết không, con rắn mối này á là ở ngoài thiên nhiên thì nó chui vào những cái hốc, nhưng mà ở trong gạch á thì nó vừa cái lỗ nó vừa ấm này, để vừa bảo vệ cho nó khỏi mưa này, và coi như là cái những con khác không thể chui vào cái lỗ gạch để bắt được nó này con. Nếu ngày xưa không ai nghĩ đến việc nuôi rắn mối, nhưng ngày nay mô hình nuôi rắn mối đã trở nên gần gũi hơn với người dân nhờ những lợi ích mà loài bò sát này mang lại. Nuôi rắn mối lại không quá phức tạp. Đầu tiên là chỗ ở, chỉ cần những viên gạch xếp chồng lên nhau là đã tạo thành ngôi nhà lý tưởng cho rắn mối. Rắn mối thích sống ở nhà gạch không chỉ để tránh mưa, tránh nắng, ấm áp mà Sum Ho nghĩ. Rắn mối còn thích được ở nhà cao tầng và có cả cửa sổ để ngắm cảnh và đón gió mát.
Mấy chú dế béo mập tươi sống này đang làm rắn mối hưng phấn đây. Ban đầu thì hơi sợ, nhưng cho ăn rồi làm quen dần dần. Bây giờ Sùng Hồ có thể vuốt ve chúng rồi nè. Bây giờ thì Sùng Hồ biết là chắc chắn là không phải do ăn mối nên gọi là rắn mối, vì nó ăn dế nữa mà không ai gọi là rắn dế cả. Bây giờ chú cháu mình xua cho cháu rắn mối ra ngoài để tắm nắng nha. Như nghề nuôi rắn mối mới có gần đây thôi. Chú nuôi rắn mối từ khi nào vậy chú? Sung Hô biết không, rắn mối là người ta nuôi ở miền Tây rất lâu, nhưng miền Đông là bây giờ chưa có. Chú là nuôi được từ tháng 9 năm 2011 đến nay. Thì trước đây thì người ta không có nuôi rắn mối, nhưng mà rắn mối có mang lại lợi ích gì mà làm cho thay đổi suy nghĩ của con người vậy chú? Rắn mối có rất nhiều lợi ích. Ngày xưa các cụ dùng rắn mối để chữa bệnh hen suyễn. Mà bây giờ rắn mối dùng cái rắn mối đó là chữa cái bệnh còi xương cho trẻ con, nên là đã nướng để cho trẻ con ăn cho con bệnh chống bệnh suy dinh dưỡng. Và bây giờ là rắn mối đang được coi như là người nuôi cũng đang muốn phát triển cái nghề nuôi rắn mối này để dùng làm cái đặc sản. Rắn mối nhìn thấy sợ quá, làm sao ăn được vậy chú? Rắn mối này là một món ăn rất là bổ dưỡng. Mình có thể làm nhiều món ăn, ví dụ như là mình nướng này, xào lăn này, và mình còn nấu cháo này. Đặc điểm của một chú rắn mối khỏe không chỉ là thân hình đầy đặn mà da còn phải bóng bẩy. Do đó các chú rất thích được tắm nắng và cọ mình với lá cây. Ban đầu thì còn e ngại, chứ bây giờ Sùng Hồ đã có thể chơi đùa với rắn mối rồi đây. Nhưng còn một thử thách khác mà Sùng Hồ vẫn không dám nghĩ tới khi nhìn thấy mấy chú rắn mối da trơn bóng mềm mềm bò lổn ngổn trên sân. Sáng đến giờ Sung Hô tìm hiểu về rắn mối đã biết nhiều chưa? Dạ em biết được nhiều điều rồi ạ. Rắn mối có một cuộc sống thật là thoải mái. Rắn mối được sống ở nhà cao tầng, ăn nhiều và được chăm sóc rất là chu đáo. Chưa hết đâu, chú nói cho Sung Hô hết. Rắn mối là như thế nhưng thịt rắn mối còn ngon hơn nhiều. Bây giờ chú dẫn Sung Hô đi ăn thưởng thức món thịt rắn mối nghe. Rắn mối nhìn thấy sợ mà sao ăn được với chú? Rồi bây giờ Sung Hô sẽ đi theo chú và chú sẽ dắt đi ăn. Chú nói là ăn được, đi. Trời, không ăn được không chú? Ăn được mà, chú nói ăn được. Được khám phá cuộc sống của rắn mối, thưởng thức một món ăn dân dã nhưng giàu dinh dưỡng là một ngày trải nghiệm tuyệt vời của Sung Hô. Hẹn gặp các bạn trong lần khám phá tiếp theo nhé. Mối Việt Nam ăn rất là ngon. Lúc nãy nghĩ thấy sắp củ bố vào nồi để làm gì vậy ạ? Thấy chưa? Bắt rất dễ nha. Ăn muối bắt rất dễ, con cầm con này nha. Cho tay vô. Ăn được, nói là ăn được. Đi mà, ăn được mà.